Xin chào anh em, hôm nay em sẽ test chiếc Mini Đ5 model là AVC A11SR và khoai nhôm màu vàng chanh đẹp long lanh luôn nha. Con này phát hành vào khoảng năm 2006 nha. Chứng nhận TFS nè. Về thiết kế công suất loa 6 ohm là 150W và loa 8 ohm là 125W. Và những điều cho 7 cái loa nha, 14 sò thang lớn, 2 tụ lọc nguồn to. Toàn bộ sắt cắm mạ vàng, bộ dây mã DC 24 bit. Chiều ngang là 434mm và chiều cao 179mm và chiều sâu là 485mm. Điện áp 100V và công suất là 430W nha. Rồi đây là cổng CD, cổng analog nha. Rồi tăng giảm bass. Rồi ngõ vào. Cổng CD, cổng analog nha, cổng TV, cổng quang. Rồi hai loa phao mở hai bên nha, loa surround. Surround A và surround back. Rồi ở bên đây loa phong nè. Rồi loa center, loa surround. Rồi loa center back. Rồi như vậy là 7 kênh hoạt động ok nha, toàn bộ sắt cắm mạ vàng. Rồi trên đây là video để test chiếc Mini Đ5 AVC A11SR dòng khủng long nha.